mình muốn cá đối. Đã quá, cá đối cá phi. Ê, thêm một con cá đối nữa. Quá đã luôn. Cá phi, rồi có cá ăn. Ôi con cua. Trời ơi. Cắn cái càng. Ê, cua con. Còn cho nó quặp liền. Rồi chào tất cả mọi người nha. Bây giờ thì phần 2 sinh tồn này, bây giờ mình sẽ đi kiếm cá hay con gì đó. Thì hiện tại ở đây có một ba cái ao lận. Đây là cái ao. Đó, ba cái ao. Ở bên kia con cái, ở đây con cái. Giờ múc bên kia con cái nữa. Thì cái ao này lúc trước người ta nuôi tôm nhưng mà bây giờ người ta bỏ rồi. Đó, nó còn cái quạt quạt để người ta thở oxy đó. Đó. Thì bây giờ cái ao này chắc có cá. Ở đây thì người ta xả luôn. Nước nó dây dài vô. Đó. Nó chảy dài qua bên kia, đó là cái rạch của con sông đó. Thì bây giờ mình sẽ tay lưới, mình sẽ giăng từ đầu đó qua đầu này, giăng chặn ngay miệng cống, hồi cá nó đi xuống thì chính. Thì hy vọng thì ở đây sẽ có cá nha. Rồi, tay lưới thì mình đã thả xong rồi, thì mình giờ mình sẽ nghỉ, mình đợi tầm nửa tiếng một hồ coi nó cá nó có chín không nha. Thì hy vọng là sẽ có vài con cá, không có là đói luôn, tại vì mình làm cái căn nhà đá hồi sáng giờ cũng đói bụng quá trời rồi. Và bây giờ mình xuống nước miếng nước nha. Với lời hai nè, mấy bữa nay nước ương nó không có cạn sát mà nó lưng lửng, nó chỉ giật khoảng 30%. Rồi con nước nó sẽ vô lợi tầm một tiếng nó sẽ ra, con nước nó không có sát cho nên mình bắt cũng khó lắm, chỉ có giăng lưới thôi. Tại vì nước này là người ta kêu nước ương, nước lửng, nó không sát. Nếu mà con nước mà sát thì tầm tháng 10, tháng 11 đó lên tới Tết đó. Bởi vì hôm nay mình tính lên báo thông tích nhưng mà con nước nó không sát, nó cạn hơi à, cho nên thông tích không có đi bắt được. Thông tích là mình con nước là phải từ tháng 10, tháng 11 đó lên. Rồi con nước nó sát mình mới đi bắt được. Bởi vì một năm đi bắt cũng tích được cái mùa Tết thôi, chỉ còn qua tháng giêng là không bắt được nữa. Rồi bây giờ mình sẽ đợi coi khi nào cá ăn, mình sẽ quay cho mọi người xem nha. Rồi thì mình mới vừa giở tay lưới lên nhưng mà chỗ này nó cạn quá, nó không có cá cho nên mình đã tháo lên nè, mà dính được hai con. Đây là cái gì ta? À, cá bông sao. Đây là cái mình nó bong bong. Đó, cá bông sao, con này ngon dữ ta. Đây, thêm một con cá kèo. Phải cá kèo không? Hình như là cá kèo á. Đây, được có hai con thôi. Bây giờ mình sẽ di chuyển qua cái đám lá bên kia, mình sẽ kiếm chỗ mình giăng tiếp nha. Rồi, mình mới vừa đổi tay lưới qua cái ao đây. Thì ở đây người ta cũng xả nước ra vô. Đó, có cống dẫn ra cái con rạch rồi đó. Thì ở đây người ta cũng bỏ luôn. Lúc trước ta nuôi tôm mà người ta cũng bỏ xả cho nước ra vô luôn. Thì nãy mình đi xuống đây nè, cái cống này nè, thấy có cái hang mà không biết có cua ở trong không. Mới kiếm cái cây mình chọn để coi có cua không nha. Đây rất nhiều hang quá trời. Ở đây có cua mà mình đi không có đem theo bao tay. Đây nó có con hang nữa nè. Mấy cái cống này cua nó hay làm đó. Còn cái hang này ba khía. Này là ba khía rồi. Cái hang cua nó bự rồi. Nè, mình đang đào ra nó có nên nè. Nè, cái hang này chắc cú là có cua luôn. Nè, mọi người xem nè. Đó, nó ăn quẹo ở đây nè. Để mình đào coi có cua ở trong không nha. Mấy cống này cua nó hay làm. Cái
sâu quá trời ta. Cái hang này bảo đảm có cua chắc luôn. Mình không có vào tay với không có cái móc á, không dám thò vô, nó kẹp nó chết luôn. Ủa, có con cua nhỏ. Chết cha, cái gì bắt nó trời. Cua nhỏ, cua con à. Để lấy cái cát ép nữa này. Con cua con. Rồi, chạy xuống nữa rồi. Mới chọt chọt nó bò lên. Ôi cái hang bự gì mà có con cua nhỏ hả trời. Cua con. Ôi cái hang này mà con cua đã luôn. Nó chọt chọt cái con cua nhỏ chạy lên. Ôi cái hang này có con cua nhỏ uống dữ trời. Chọt có con cua lớn gì nó bò ra không. Con cua cua nhỏ tao bỏ đi. Cua đó cũng để nuôi lại không ăn được. Ồ đây hàng quá trời hàng kìa. Những cua ba khía đây biết. Này hàng nữa nè. Ây da, gì vậy? Ây da. Ây da. Trời ơi, tao cua ba khía. Trời ơi, tụi nó ăn cua hết hồn. Trời ơi, ba khía. Ây, nè nè nè. Ê, trời ơi, chọt chọt cái nó bò ra nè. Đây, em cua con. Thôi con này chắc mình thả ra luôn á. Con này nhỏ mà bắt gì, nó được nghe em. Một xíu rồi chọt chọt cái nó bò ra. Nhưng mà cái hang chà bá vậy mà được con cua nhỏ. Thôi bây giờ mình sẽ thả nó luôn. Đây đúng rồi, có một con cua nè. Nè, mình chọt chọt cái nó bò ra nè. Nó đang còn nằm ở trong đây nè. Đó, nó đang củ thế đây nè. Không dám chọt vô là nó quặp liền. Đó, 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 đó. Hèn chỉ nghe cái rột ở trong. Ồ, cái này không có con móc sao móc vậy ta. Nó nằm nó thủ ở trong rồi. Không dám thọt tay vô luôn. Mấy con nhỏ nhỏ này nó kẹt dữ lắm. Sợ bắt nó trời. Không có bao tay nữa. Không, mình đợi chút xíu đi. Đợi coi nó già không. Thọt vô mình kéo nó ra luôn chứ. Đợi lâu quá. Đúng rồi, đúng rồi. Dán em đi xuống. Rồi, đúng rồi. Yeah. Ủa, cái con này nó mềm mới ra. Ủa? Rồi, chọt hai cái cạn dụng hết rồi. Hai kia nó không kẹp luôn. Con này như nó mới lọt còn sao ta. Ê, cái cạn ở đâu rồi? Trời ơi, cái cạn nó dụng đây luôn à. Hai cạn nằm đây nè. Với con cua này như nó mới lột mấy bữa nó hơi mềm. Nè, hai cái cạn đó nè. Đó. Trong con này nếu mà chắc thì ăn được rồi. Con này như nó mới lột xem thấy nó mềm quá. Nè, chọt bể mu luôn. Tiếng bịch mình bỏ vô. Này con hàng. Cái hang gì? Trời, này nhìn qua tao này dữ sao. Cua hang gì đây? Qua tao bên này luôn. Cua ba khía đi. Ăn dòng qua tao đây luôn rồi. Cây chọc vô đi. Có nó trong nó quặp chết. Ôi trời ơi. Tùm lum trời. Ây da. Chết rồi, chết rồi. Ây da. Ngo. Chết rồi. Ôi con cua. Trời ơi. Cắn cái càng. Ê cua con.
còn cho nó quặp liền. Ê. Trời ơi. Ôi. Mới cắn cái càng mới bỏ được. Ở đâu vậy? Mới cắn cái càng. Trời ơi. Mới thọt vô con lần của bập liền. Ôi ôi, tôi giữ thiệt. Đây được một con nữa nè. Trời ơi trời, nó giữ. Cái này chắc mình bẻ càng luôn quá. Trời ơi, thọt vô cái cây thì không có đây. Một em đó nè. Trời ơi, nó cắn kẹp hết kèo mà. Xuống dưới giữa cái cắn cái càng cho mà được. Mới cắn đi cướp được rồi. Mà bỏ nó đi. Bỏ vô bịch đi. Đây nãy giờ không thấy cua lớn ta, cua nhỏ nhỏ không. Dán đi vòng vòng đây chút xíu nữa mình thăm lưới, vòng vòng coi có cua. Đó, hai con. Sao nó mềm vậy? Ê, giống cua vậy. Hình như cua mà nó mềm. Nó đang lột cái gì á. Trời ơi, con ba khía khổng lồ luôn. Ơi, đây. Ba khía chà ba lửa luôn trời. Ôi con này nó đang nó mới vừa lột, hàng chi. Nó kẹp không có đau. Ồ, cái hang gì ba khía vô ở. Bắt luôn. Trời ơi. Làm hết hồn chứ. Ba khía bự ghê luôn trời. Bắt luôn. Bên này có con hàng nữa nè. Trời ơi, cười. Gì trời. Làm hết hụn rồi ta. Ủa bà khía. Đúng con cua, hết hồn. Đi ra. Đây, được con bà khía nữa. Rồi làm hết hủ với con cua, nãy giờ kẹp sợ luôn. Rồi bây giờ mình sẽ cuốn lưới lên, coi có dính không nha. Ui, đây được con cá phi. Đây, được một con cá phi. Cái lưới này nói chung nó cũng tới dữ lắm rồi. Mình văng ra đợt. Ui, được con cá đối nó đã quá. Cá đối, cá đối, cá đối. Đây, được một em cá đối. Đây, cá đối. Cá đối này thì nướng thì khó chê. Cái lưới này nói chung nó cũng tới dữ lắm rồi. Mình văng đợt này chắc bỏ luôn. Bây giờ mình kéo lên. Ui, cá đối. Đã quá, cá đối, cá phi. Đây, thêm một con cá đối nữa. Ui, quá đã luôn. Cá phi. Rồi, có cá ăn rồi. Ui, cá phi. Đây, thêm con cá phi nữa. Mình cuốn lên đi, mình gỡ cá và mình bỏ lưới luôn. Lưới này nó cũng nhách dữ lắm. Rồi, cá phi nữa. Đây, thêm con cá phi nữa. Ôi, đầu này cá phi không vậy ta? Đây, hai con nhỏ nè. Con nào nhỏ xíu mình thả nó. Bắt mấy con lớn thôi. Cá phi. Cái lưới nó dách, trời ơi, nó dách một lỗ cống. Đầu này sao không dính vô trời. Rồi. Được hai cá đối với mới cá phi. Rồi bây giờ mình sẽ lên bờ gỡ cho nó ra. Rồi hồi nãy giờ mình đi săn bắt cũng được mớ cá nè. Đây. Hai con cá đối với được cá phi. Mình được ba con cá phi. Đây. Và đặc biệt được con cá này nè. Cá này cái mình nó miệng cái bự dữ trời. Đây, cá này cá bóng sao. Đó. Cá này ngon lắm. Đây được con cá kèo nè. Cái tay lưới đầu tiên chỉ được hai con này thôi. Mình mới cẩu qua được thêm hai con cá gì đây nè. Quên rồi, với ba cá phi. Cá đối. Rồi đi vòng vòng bắt cũng được hai con cua nè. Đó. Mà nãy tọt vô bây giờ nó dũng cạn hết rồi. Được hai con ba khía nữa.
Rồi bây giờ mình sẽ đi kiếm cái cây để mình chọt đây để mình nướng nha. Rồi thì cá chín rồi. Rồi bây giờ mình sẽ ăn thôi, đói bụng quá. Hồi sáng giờ làm cái nhà là mất mấy tiếng, giờ đi bắt cá với cua này nọ mấy tiếng nữa, chắc là đói. Bây giờ mình sẽ thưởng thức cá thôi. Đây, đây là cá đối nha. Ủa, cá đối này thì đặc biệt nó ngon lắm, nướng nó chảy mỡ và đã lắm. Cái này thì nướng thì nó phải cháy đen rồi. Đó đó, nướng thì bắt buộc phải cháy thôi. Đây, bây giờ mình sẽ ăn trước con cá đối nha. Đó. Cá đối này thịt ngon lắm. Rồi mời tất cả mọi người nha. Chấm vô miếng ớt nè.
ngon, thịt cá đối nó béo. Rồi cá đối nè, cá đối thiên nhiên nữa, thịt nó ngọt lắm. Giờ thì đang muốn mưa rồi, tranh thủ để một hồi mưa cái mình không có quay được. Ngon quá, cá này nó béo quá trời béo, béo ngậy luôn. Rồi tiếp tục. Rồi cái này là con cá móng sao nè mọi người, thêm à nướng nó chảy mỡ nè. À, nướng thì bắt buộc nó phải đen à. Đó. Cá bóng sao này là kho tiêu ngon lắm. Đó, nó có trứng luôn. Đó. Bỏ cái đường ruột nó ra. Chậm vô. Rồi, mọi người con cá bóng nha, bóng sao. Thịt nó ngon ta. Cái thịt nó dẻ lắm, nó không có bở. Lần đầu tiên mình ăn cá bóng sao luôn nè. Cá này nói chung là khó bắt nó lắm. Mấy người mà chuyên nghiệp người ta bắt hang thì dễ, chứ còn mình khi không là mình không có bắt được nó đâu. Tại vì mình vừa xuống là nó chui vô hang hết rồi. Khó bắt. Chai qua mình gỡ cái lớp da nó ra. Đó, đây, mình thịt trắng phiếu luôn. Con cua đây, con cua này mình nghĩ chắc ốp quá, nãy nó mềm quá hay là nó mới lột. Còn con cua này ốp à, nó mới lột mấy ngày đây, cái gạch vàng quá trời luôn. Ốp nói chung nó được có chút xíu thịt thôi, nãy mình tính bắt về để có ai mình cho người ta nuôi lợi, nhưng mà nó đâm nó bị gãy càng thì tùm lum hết rồi, tôi bắt luôn. Đây, mời tất cả mọi người con cua nha. Nó cũng có thịt mà thịt nết. Cá phi nè, mình lột cái da nó nha. Đó, cái da nó cháy thì mình lột da, mình ăn bằng thịt thôi. Đó. Trời ơi. Đó, mọi người thấy ngon. Chấm vô mũi. Rồi, mọi người miếng cá phi nha. Ngon quá, thịt nó ngọt quá. Cá phi này cũng lâu ăn lắm mà, lâu lâu ăn lại ngon. Đó. Rồi cái này mình chưa có làm ruột nên khúc này mình sẽ bỏ. Đây là con ba khía nè, ba khía này nó mới có lột mà cũng mềm nữa nè, nó giống như là con cua mà bị cua hay con cua gì con cua ấy nó mềm lắm. Đây mọi người, con bơi khía nè, nó bị sùi rồi. Nhưng mà con này mình nghĩ nó chắc. Giờ mình sẽ lấy mấy cái này ra thì mình sẽ ăn luôn. Ôi, con này gạch quá trời luôn. Ủa, đã quá. Đây, chấm vô. Rồi, mọi người luôn nha. Con này ngon. Nó có ốp. Thịt nhiều lắm. Mọi người thấy nó mềm mềm. Mới lột da vỏ vậy hay gì á, gạch quá trời.
Rồi thì hồi nãy giờ mình cũng đói quá, cũng ăn hết mớ cá này rồi. Thì nói chung là mình làm nay cũng cả năm rồi mà mình chưa có làm cái sinh tồn. Thì nói chung là bữa nay thì mình trải nghiệm được nguyên một ngày ở đây là như là rừng vậy đó, chỉ có ao với lá thôi chứ không có nhà. Thì nói chung nó cũng thú vị. Thì chắc mình xin dừng clip tại đây. Thì mọi người mà thích mình sinh tồn thì cứ để lại bình luận dưới. Nếu mình có rảnh mình sẽ xin sinh tồn ngày và đêm luôn. Thì tạm thời thì video này mình chỉ sinh tồn nguyên một ngày thôi, tại vì sinh tồn thì có hai ba người á thì nó vui hơn, còn một mình nói chung là nó cũng hơi ớn. Nói chung mình không có sợ ma sống mà mình sợ ma chết, nó thật mình sợ ma chết. Một mình thì nói chung sinh tồn một mình nó quý lắm. Thì cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ đồng hành mình suốt một năm qua. Thì chắc mình xin dừng clip tại đây. Thì cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ mình nha. Rồi thì mọi người thấy video này hay thì cho mình xin một like, một đăng ký và một lượt chia sẻ. Thì mình xin dừng clip tại đây, hẹn mọi người đi sau nha. Rồi chào tạm biệt mọi người nha.